Nước võ quýt bà con ta biết quýt hết rồi phải không bà con? Nhưng mà nước võ quýt ta uống, ta sử dụng nó cho cơ thể mình, nó rất tốt và nó tốt cho sức khỏe rất là nhiều. Nhưng mà có riêng một số người và số bệnh thứ này thì không được dùng nước võ quýt. Đó là người mới vừa phẫu thuật, người có bệnh dạ dày, ruột, vết thương mới mổ chưa lành, người đang đói bụng, bệnh vẩy nến, tiểu đường, người phẫu thuật, say rượu, cảm, ho là vui lòng đừng uống nước võ quýt bà con ạ. Bởi vì uống vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Cho nên vui lòng đừng uống nước võ quýt. Là những người có mới vừa phẫu thuật, người có bệnh dạ dày, người bệnh đường ruột, vết mổ chưa lành, người đang đói bụng, bệnh vẩy nến, tiểu đường, người mới bị phẫu thuật, say rượu, cảm, ho là vui lòng đừng uống nước võ quýt. Uống vào thì không tốt gì cho sức khỏe của mình cả, mà làm cho chứng bệnh của mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Cho nên vui lòng những người như vậy là không uống nước võ quýt, là người phẫu thuật, mới có phẫu thuật dạ dày và bệnh ruột, vết mổ chưa lành, người đang đói bụng, vậy nên tiểu đường, người phẫu thuật, say rượu, cảm và ho, thì vui lòng đừng sử dụng nước võ quýt để cho nó tốt cho sức khỏe của mình bà con ạ. Còn ngoài ra, quýt nó tốt cho sức khỏe vô cùng. Khi ta uống là nó chống lại được sự phát triển của ung bướu, nó có khả năng miễn dịch, chống lại tia bức xạ của máy tính, người già tốt, bệnh tim mạch tốt, đầy bụng tốt, viêm phế quản tốt, ho có đờm cũng tốt luôn. Đó là những người tốt, đó là những bệnh tốt cho quýt, cho sức khỏe. Khi uống là nó chống lại được sự sức khỏe phát triển của ung bướu. Khi ta uống nước và quýt thì nó sẽ tốt lại cho sự phát triển của ung bướu, chống lại phát triển của ung bướu, có khả năng miễn dịch, chống lại tia bức xạ của máy vi tính, người già, bệnh tim mạch, đầy bụng, viêm phế quản, ho, co đờm. Là như vậy là nó được giải quyết tốt những bệnh này. Uống nước và quýt ta không nên uống vào buổi sáng, không uống chung với sữa, không uống chung với thuốc kháng sinh. Khi ta uống nước và quýt thì ta không uống vào buổi sáng, không uống chung với sữa, không uống chung với thuốc kháng sinh là nó sẽ tốt. Còn lại là nó sẽ tốt vô cùng cho sức khỏe, là nó chống lại sự phát triển của ung bướu, có khả năng miễn dịch, chống lại tia bức xạ của máy vi tính, tốt cho người già, tốt cho bệnh tim mạch, đầy bụng, viêm khí phế quản và ho có đờm. Dạ, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào nào, xin chào.